Xin chào tất cả các bác, cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh vẫn đang ở Lũng Cáng các bác nhá. Nó sáng là nó hơi khản giọng bởi vì nó sớm ấy các bác. Một buổi sớm thì nó rất là bình yên này. Các bác nhìn này, mây trên mây dưới luôn. Mạnh sẽ vào tuyến đường mở lên đến tận lán của em Xính nha các bác này. Nhưng mà các bác bảo này thì nó cứ xảy ra như này thì các bác bảo kiểu gì được. Đây nước nó chảy. Anh Chính ơi, anh vừa lên đấy à? Anh xem như này thế nào? Bây giờ nước lõng bõng ra như này nó vớ vẩn, nó sạt xuống nhà anh ấy chứ. Ai bảo của cái dây này của nhà nào đấy? Nhà Dư á? Ôi ôi, nước nó cứ chảy như này sau này nó hỏng hết đường. Đây ơi, thế nó đang chảy tuột ở đâu ra ấy chứ? Đây, nước nó cứ tòng toọc xuống này, đầy ự cái chỗ này. Bảo nó chôn xuống. Nó đào nó biết ra xong nó căng quá này, buộc đây các bác nhá, đang muốn gạt quay ra để cho bà con có đường nhẵn nhụi để đi lại. Cái đoạn này từ từ hãng gạt đã, để cho nó khô đi rồi gạt. Bây giờ cứ để này đã, mai hôm nào nó khô đi, cái này phải xử lý ngay đấy anh Chính ạ. Bảo cái này phải xử lý ngay đấy, không được đâu. Ra bơm dầu các bác ạ. Đấy, gạt bỏ cái cây này đi là đẹp rồi. Cho họ đi lại. Không làm sao mà được. Nhà của bên trên này. Em mới còn trẻ các bác. Mình gạt bỏ ra đây này. Để gọn ra đây. Mùa này nó mùa cỏ lắm, cỏ lắm. Nhẵn nhụi này cho bà con người ta chở ngô, chở sắn, chở củi ra thì nó sẽ tiện hơn. Hôm qua đi gặp gành, để sáng sớm đã có hai vết, phải là tối hôm qua em Hoàng làm về cũng khá muộn. Các bác nhìn thấy chỗ này ưng chưa? Đấy. Nó tương đối là thẳng thôi, để nhìn thấy nhau thôi các bạn. Chứ còn nếu mà để nó thẳng tắp được thì khó làm lắm. Bởi vì nó theo thế đất. Làm được như này là về cơ bản là tương đối là thẳng rồi. Vừa nãy gặp bác Phù ngoài kia đang đi huy động bà con hôm nay đi phát cắm tiêu trước. Đẩy thêm ra chỗ này rộng rãi. Đường cũng được khá dài rồi nhá các bác. Từ ngoài kia vào đâu đó cũng được ạ. Chắc được khoảng độ 150 mét, 160 mét gì đó.
bây giờ vào đây. Thì buổi ngày hôm nay sẽ chính thức là sẽ vào khúc cua đầu tiên, chưa biết nó vào được đến trung tâm, nhưng mà nội dung là vào được đến đây. Trên này nó còn những cái búi nứa này, không biết bà con có phát được nổi không. Đậm om luôn. Khó khăn nhất là cái đoạn này các bác ạ. Các bác mong các bác cũng bình luận qua những cái video của Mạnh để chia sẻ cùng Mạnh để xử lý cái đoạn này. Bởi vì cái đoạn này nó có một cái khó là như này. Nếu cái chỗ Mạnh đang đứng này và cái chỗ bên tay Mạnh đang chỉ kia mà nó bằng nhau. À đây, ở bên này và bên đó là nó bằng nhau rồi. Thế nhưng mà đặc biệt ở trong này nó lại đang thấp hơn, độ chênh của nó rơi tầm khoảng độ 1,5 đến 2 m. Khoảng đó đấy. Nhìn thế thôi. Các bác nhìn qua video thì cảm nhận thế. Thế nhưng mà bây giờ Mạnh đang muốn xử lý cái chỗ này. Thì các bác cũng nhìn thấy đây này. Đất nó còn lăn lên tận xuống dưới này. Cứ ra bao nhiêu đất là nó đi xuống dưới đấy hết luôn. Nó có nằm ở trên này đâu. Đây cái mép chính nó đây. Chỗ tay Mạnh đang chỉ đây. Cái vệt cỏ nó vẫn còn đây. Được bao nhiêu là nó xuống đấy hết. Mà bây giờ Mạnh vẫn nói ở cái video trước ấy, là hạ cống. Thì thực sự ra Mạnh không muốn kêu gọi bà con đâu. Và kêu gọi các Mạnh thường quân đâu. Bởi vì là Mạnh cũng là người đang đi giúp bà con. Thế nhưng mà cái chỗ này cực kỳ khó. Nếu mà hạ cống ở đây thì phải hạ cái hố ga đây rồi. Cái điều này nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Mà chạy dài ra đây, chạy dài ở đây mà không kê, không xây kè được ở dưới này thì nó cũng vô ích. Mà xây kè từ dưới này lên thì công quá tốn công, cực kỳ tốn công. Đó. Nên là Mạnh đang muốn là vẫn là đắp đất xuống, cứ đắp đất xuống đã, làm đến đâu thì lại tính tiếp đến đó. Phương án thì trong đầu thì có rồi, thế nhưng mà nên xử lý như nào để cho nó hợp lý nhất. Ở đây hôm nọ một số bà con cũng đã phát được một đoạn đây là trên này, nhưng mà nó chỉ quang được như này thôi các bác. Và những bụi nứa kia nghe chừng có vẻ tắc luôn. Với cả những cái cây như này dao nó không chặt được. Ở đây là chưa nhìn thấy các bác nào ấy, nhà bác ấy có cái cưa xăng. Đặc biệt luôn là chưa nhìn thấy. Nên có cưa xăng thì các cắt này, nó dễ hơn. Nhưng mà cắt nứa thì chắc cũng chả cắt được đâu. Nứa chỉ có chặt bằng dao thôi. Những cây to thôi. Bởi vì cây sa mộc hôm qua, hai cây bên kia cũng có cưa để cắt đâu. Cũng vẫn phải để máy để du đổ thôi. Em Hoàng em đang xỉa lại một tí ở cái phía bên trên cho nó tả ly nó thoải ra nhé. Này về cho nó loại loại ra cho nó sau này nó đỡ lở. Đấy, các bác nhìn xem, nó trôi tuột xuống đây luôn. Làm gì nó còn nằm ở trên đấy nữa. Từ cái hủm này lên nhá các bác này. Lên đến đây nó mới đến máy này. Mười mấy mét luôn. Cao lắm. Đây các bác thấy không? Đất nó xuống đến tận dưới này cơ mà.
Máy nó trên này. Kè nó vào tít trong kia cơ. Mà mùa mưa nó sói như này cơ mà vâng. Mấy đường luôn. Đấy. Chạy ra đây. Này không đi xe à? Hả? Nhà này đi làm gì đấy? À đi trồng ngô à? Đây à, có ba chiến sĩ này áp tải thì oách rồi nhờ. Ơi. Ờ, chào con. Ở nhà đi. Đây bắt đầu có hai người bắt đầu ra phát rồi các bác. Đấy. Đấy, anh Chính nhá, chắc đang đi xuống bên kia. Phát xong là cắm tiêu. Đấy. Cái máy nó dễ làm. Làm đâu nó làm dễ luôn. Đi đâu nó có cái mép trên nên nó dễ. Chứ nó không có mép thì khó làm lắm. Còn một số người nữa đâu nhỉ? Ông giáo nhỉ? Còn một số người nữa đâu? Họ chưa ra à? À. Họ đi muộn thế nhỉ? Hay họ phải cắt cỏ cho trâu à? Hay phải làm việc nhà xong mới đến việc này đúng không? Đường cũ nó ở dưới này cơ mà các bác. Bây giờ phải mở lên thêm trên này nữa thì nó mới rộng được. Cái đường bé tí tí này thì các bác bảo đi gì chưa được mét. Để tổng quát các bác nhìn chỗ góc cua kia bây giờ mới đang xử lý những cái bụi nữa. Cắm luôn tiêu vào anh ạ. Chặt cây nứa ấy. Cắm dày dày vào nhìn cho rõ nhá. Đấy, xiên vào hết trong ấy đi. Chỗ nào nó ở tầm máy ở dưới ấy thì bụi. Đấy. Ở chỗ tầm máy này là phất hết đi. Đây này, vào trong này nữa này. Quang máy đi nó nhìn nó mới nhanh. Làm nó mới nhanh được. Đấy. Lá rong lá riếc rồi. Phật hết. Hướng giải quyết của Mạnh là sẽ lấy bên kia ít đất hơn để lấp vào cái khu vực cụm này. Cái khe này, lòng khe này. Bởi vì nhược điểm của bên kia là vướng nhiều cây cộ hơn. Còn sang bên này nó sẽ ít hơn này. Và tiện cho cái lối máy nó quăng nó dễ. Bởi vì bên kia, nếu lấy bên kia nhiều là sẽ phải đẩy nhiều. Nha các bác. À chú Dìn. Chú ra để dọn tuyến đấy đúng không? Vâng. Vâng, vâng. Thế lên làm với cả ông giáo thôi. Anh giáo ơi, cắm ông giáo ơi, cắm giày vào. Giày nữa, thêm tí nữa vào. Này thưa quá. Đấy. Mét, mét rưỡi cây vào. Tiêu ngắm. Chú lên thôi. Đấy, cứ lên phát ở trên này thôi, theo tuyến. Có ông giáo ông ấy... ở trên đấy rồi.
Đấy, đoạn này phải vát thế. Vát dưới hơi thấp. Đoạn này anh ông giáo vát vào trong này khả năng nó hơi thấp rồi. Đấy, tầm đấy, tầm đấy. Đấy, có tiêu cọc như này đi đâu là máy nó nhìn rõ. Là tia thấy ngay. Vào đúng chỗ cây keo nhỏ kia đúng không? Đây, vào đúng cái cây này các bạn. Đây này. Đó. Đường này nó sẽ được nắn lên dần nhá. Bởi vì nếu đi đường bên dưới là nó sẽ bị dốc. Nó sẽ nắn dần lên. Vườn sắn ngoài này của nhà nào đấy? À, thế thì hy sinh hơi tiếc ấy nhỉ. Nhưng mà thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Có cao tốc, cao tốc. Cao tốc chạy xuyên lũng cáng. Còn hai người nữa nhưng mà chưa ra. Đấy, đóng tiêu. Đúng là mùa cỏ khác nhỉ, cỏ tốt quá. Đấy, dày dày vào. Đấy, như này máy nó đi cái là nó nhìn rõ ngay. Đám này không biết đám nhà ai đây? À, vẫn là một nhà đây à? Vừa lúc nãy là cũng muốn bà con đến đây phát cái chỗ búi nứa này cơ. Thế nhưng mà phát cái búi nứa này thì lâu lắm. Nó vẫn đang ở trong, nằm ở trong tầm máy. Thế nhưng mà thôi, để cho máy xử lý hơi lâu một tí cũng được, để cho bà con phát bên kia để tiện cho xử lý. Búi nứa này to như búi tre luôn. Máy còn phải kê kích cả ben lên không tới. Rồi, đường nước này nữa phải treo lên. Thế còn cái đường này của ai nhỉ? Đường thò ra đường này nè. Cái dây này nè. Cái dây cắt ở trong kia. Trong tay trước là. À. Nó lên của ai ai phải khắp về làm không? Không chịu được không? Cái này nó ở tầm dưới chắc cứ để thế cũng được. Đấy thôi. Nhưng mà cái chỗ này là phải ấy ra này, treo lên. Sợ đất nó lăn vào. Ôi phải dây gì chứ, dây ni lông đấy liệu được không? Không có một tạm thôi. Đúng rồi, tìm dây chắc chắc vào. Đấy, phải bảo em Hoàng là hất hết những cái nứa này nó sang cái vế bên kia đi. Bởi vì cái vế này tí phải lấp đất xuống đây. Đấy, gạt hết sang. Gạt hết nứa sang bên kia đi. Đấy. Bởi vì phần đất là nó sẽ được để từ chỗ này mà. Nó phải né ra. Làm sạch nhá. Thực sự các bác xem qua video nhiều lúc các bác cũng phải thông cảm, bởi vì nó là cái tuyến đường nó quá là dài. Nếu mà làm cực kỳ là kỹ quá thì nó sẽ rất là lâu. Bởi vì nó lên đến 6 km. Đấy, vào máy ngay đấy. Mà nếu mà làm cực kỳ là cẩn thận nữa thì vô cùng là lâu. Nhưng cũng vẫn phải là cẩn thận, chứ cũng không thể là ẩu đoạn được. Về phần rác rưởi
em Hoàng em còn còi trêu. Đây, ông giáo là 1 này, anh Chính là 2 này, bác Phù nữa là 3, còn nhà ai nữa nhỉ? Nhà anh Thảo nữa là nhà 9 nữa, nhà già nữa. À, bây giờ họ đang ra đúng không? Thế bây giờ như này, anh đi tiêu đường trước nhá. Còn anh, ông giáo phát ở đằng sau nữa, vừa phát đằng sau và vừa cắm tiêu luôn. Đấy, là vừa cắm tiêu luôn là máy đến đâu là nó đi là nó nhìn rõ luôn. Bác Phù ạ. Mới nhìn thấy, mới đào thẳng. Đấy, ý là mình một người đi trước để phát. Có thể cháu với anh Chính là sẽ đi đằng trước để phát, để ngắm tiêu trước, làm hoa tiêu ấy. Còn các bác đi đằng sau là cứ theo ở cái mép. Cháu và anh Chính sẽ phát một cái luống nhỏ trước, xong còn mọi người cứ đằng sau phát luống to và cắm cây theo. Đấy, cứ lấy cây như kiểu của anh giáo kìa. Thế là cắm vào đâu. Nương sắn này tiếc quá nhỉ. Yeah. Ôi hy sinh. Đúng rồi. Đấy, máy của bọn cháu đi làm sớm thế cơ mà. Đấy. Thế mà bà con đi muộn quá. Đấy, cắm tiêu luôn. Cái sắn này khéo phải nhổ luôn về cho trâu cho bò gì. Nó phí à. Đấy, nó thành luống như này các bác. Nó là mép trên. Cỏ nó xanh lắm. Nhưng mà về cơ bản thế này là nhìn nó quá rõ và rất nhanh à. Đấy, vào chút cây keo kìa bác ơi. Bác Phù ạ. Vào cây queo là hợp lý nhất rồi. Đấy. Bà con ra làm nó mới vui nhộn. Nó mới có tinh thần đoàn kết các bác nhận không? Đấy. Nhưng mà các bác cũng qua video các bác cũng thông cảm cho bà con, bởi vì là sáng ra là còn phải lợn gà trâu bò một lúc đã. Còn về cái vấn đề này thì tí nữa Mạnh sẽ bàn bạc lại với cả bác Phù là chia thành đội hay như thế nào đó, ví dụ mỗi ngày 2 người chẳng hạn, hay là mỗi buổi 2-3 người làm cùng nhau. Đấy, đấy, cắm cắm dày dày vào cũng rõ. Cái lá này đấy. Phật luôn tí sắn này đi cho nó quang. Ông giáo ơi, phật luôn theo cái đường sắn này luôn đi. Nếu họ không nhổ. Đấy. Nhổ bỏ luôn. Hy sinh. Lấy đường đi. Các bác cũng thông cảm nhé, nó là ngọc thực vậy. Thế nhưng mà vì một tương lai mở rộng sau này cần phải có đường. Để phát triển kinh tế được. Chứ bây giờ nếu mà chỉ vì tiếc một xíu này thôi thì sẽ không bao giờ có đường luôn. Chấp nhận. Nhà bên dưới này vừa nãy Mạnh cũng chia sẻ với cả em, hay là không nên vội dòng ngô. Thế nói chuyện vào ngày mai kia dòng ngô và không nên vội. Để đường máy nó đi qua đã. Ví dụ đất nó có lăn hay nó rơi vãi xuống đó thì nó sẽ hỏng mất ngô. Và cái hai nữa là khi đường đã qua rồi, nó lăn xuống rồi thì thao hồ mình lại dòng lên mà. Đấy, thẳng từng ngày. Này kể ra phải có dây nữa ấy, nha. Hoa tiêu thì đẹp. Đẹp thằng ơi. Vâng. Đấy, phát đi. Bác Phù đi lên trên luôn, đấy. Cứ theo cái đường đấy như kiểu nó có cái vết vết rồi ấy nhỉ? Bác Phù nhỉ? À, vết trâu đi ấy đúng không?
À thế may quá. Con trâu nó cũng thông minh chứ nhỉ, nó cũng biết cứ đi đường bằng ấy chứ. Đúng không? Đây này. Bây giờ đến con người mình cũng phát theo cái đường của nó đi chứ. Chứ nó cũng có dại gì nó đi lên dốc đâu. Nó cứ đi đường. Mùa này là mùa có ong đấy. Đang sợ ong à? Mùa đất to bằng này, đốt được phá vào đây xong rồi. À. Về nhà voi cái bầy hổ vào xong sâu mà bỏng hết, đen hết cả một bên. À. Mùa đang ong vàng các nhiều lắm. Lấy cái nhộng của nó kia, lấy co của nó kia đi ăn. Vâng. Ăn kiểu rất là ngon, không sâu cả tháng này. Cái nhộng ăn thì rất là ngon nhưng con ong thì nó đốt thì cũng khá là ngon luôn. Đây là hai bên nó còn vẫn còn đâu đấy. Đây gì? À, cả thanh niên này nữa, này huy động hết nhờ. Đông luôn. Mày kia chả là xương xong đường chả phải kia bỏ trẻ này tí thôi à, mình ra. Được rồi. Mai mốt chủ yếu là tụi này thôi. Vâng. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng luôn. Nhưng cây bên dưới kia phải lên tí. Cây bên dưới. Đấy. Cây bên dưới cho lên. Đấy. Ồ, thẳng rồi, thẳng rồi. Quay ra đến chỗ máy đang xử lý cái chỗ này các bác à. Có một tin cũng rất là vui mà cũng rất là buồn luôn. Đó là có đá nha các bác. Tại vì sao Mạnh ấy nói vừa vui mà cũng là vừa buồn. Bởi vì là khi nó có nhiều đá như thế này thì cái nền, cái khu cong cong này, khúc cua này sẽ rất là đảm bảo. Thế nhưng mà nó có đá như này thì nó lại có một cái tin buồn. Sợ nhất là đá quá lại không múc được. Đấy. Đây các bác nhìn xem. Đá lỏm nhỏ. Đá. Có đá đúng không? Thối rồi gì? Múc được không? Vẫn múc được gì? Thế là tốt rồi. Đấy, cứ có nhiều đá thì xả hết cho nó xuống cái chỗ này. Phải gạt hết ra cái đi đã nhá. Đấy, moi hết ra cái đi, bởi vì đường sẽ từ chỗ máy của Mạnh này đi sang chỗ Mạnh đang đứng rồi. Thì nó mới mở rộng khúc cua này các bác ạ. Đấy, chỗ này nó đang có đá thối các bác này. Không phải là thối lắm đâu nhưng mà nó cũng là đá. Đấy. Nếu múc được vào đá này cứ múc đi. Múc được vào đá này cứ múc mạnh vào. Để lấy đá xuống cho nền nó chắc. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Đấy, nó ra nhiều đá này thì lòng khe này có tia hy vọng rất nhiều nha các bác này. Đấy, nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn. Vận may đến với bà con cũng gắng rất nhiều luôn. Mạnh đang lo chỗ này nhất. Khi nó ra được cái chất lượng đá như này là đỡ đi bao nhiêu phần trăm. Ơi. Nó sẽ đảm bảo cái khu này. Khu hủm này. Sẽ đảm bảo khu này rất nhiều. Ấy, nghe thấy sướng không? Rào rào luôn. Mạnh đang vui trong người luôn. Ấy. Nó có đá. Càng nhiều đá càng thích nhưng mà làm nào cũng vừa tầm thôi. Đá cứng quá lại phải đục.
gầu kêu quang quạc quang quạc. Còn các bác vẫn đang bên kia, vẫn đang phát tuyến nhé. Bốn người đang phát tuyến. Hôm nay là huy động 6 người cơ, nhưng mà còn 2 người nữa là đang phải xay mèn mén. Hồi nãy Mạnh có ra để ngó rồi, nhưng mà đang xay mèn mén. Mấy em Xính thì em bảo chiều nay em mới ra được. Ơi 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 ơi, ông Giáo ơi, hộ nó mới phát. Ô, con sóc kìa. Đây đây, nó đang chạy đây đây. Sóc sóc. Anh khỏe hơn, anh kéo cho em Hoàng đi. Sao nó lại vướng vậy nhỉ? Ơi, nó vít dây trên này này. Ơi. Đây đang làm chỗ này. Mạnh muốn dừng lại xem cái cây này. Đây. Nhìn lạ lắm. Cây cây gì à bác Phú? Vậy là cây móng ngựa đấy. Cây móng ngựa á? Ừ. À. Nhìn đây này nó chả giống như móng ngựa à. À. Đâu bác thử bổ cho xem nào. Cây này nó có tác dụng gì không? Trước kia là vì cô bí kia họ cũng lấy này đun uống. Bị xong nó cắt đứa mà. Ý là bị Covid xong là lấy cái này đun á? Ừ. Uống đi. Uống. Đây. Loại đỏ này ít à? Loại đỏ ít vậy. À. Cây móng ngựa. Trắng này nhiều. Móng cũng to mà nào. À, nó như móng ngựa thật đấy nhỉ. Thế là có phải phơi khô không hay là như nào? Phải phơi khô à? Phơi khô cũng được, nấu tươi cũng được à. À. Đấy. Mang về chứ. Và cái này mang về chứ. Bây giờ còn Covid không mà uống nữa nhỉ? Yeah. Covid không có rồi. Covid à. Việt Nam nằm trên cây thuốc luôn. Cây kia không kể á, quốc vào trên này. Không, quốc đẩy rộng vào đây chứ. Đẩy rộng vào đây. Đẩy rộng vào đây, xong là lấp sang bên chỗ này. Để nó đi vào đây đã. Giờ thì vừa nãy thì Mạnh ở chỗ em Hoàng đang lái máy nha các bác nhá. Thì Mạnh có quay lên nhà có chút công việc. Thì cháu Dung lại rất thích đi ra suối chơi. Thế nhưng mẹ thì lại không muốn cho đi. Thế thì cứ bảo là phải chờ bố về cho đi xuống suối chơi. Đấy. Quay lên nào, chào các bác đi. Chào các bác. À. Đấy. Đi ở trên cầu dây này thích luôn. Gà ngố này. Thấy không? Có đi xuống suối chơi không? Có. Xuống hẳn xuống dưới chứ nhỉ? Đây để bố tia xem chỗ nào nó xuống nó dễ đi lại. Đây đi sang bên này đi. Suối hôm nay thì cạn cạn rồi. Không còn như hôm nọ nữa. Như hôm nọ thì thôi rồi. Cây sung to không Dung à? Đây Dung. Sai quả không? Đây sung này. Hả? Sai nhỉ? Nó chưa chín sao ấy. Đi xuống đi. Đi sang bên này thôi các bác ạ. Bởi vì sang bên này nó đẹp hơn. Đi Dung nhỉ? Nhá. Đấy, đi Dung Dung. Dung gà công nghiệp các bác ạ. Đi cứ ngơ 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 ngơ. Cái tai đi trước. Cho trải nghiệm lần này lên Lũng Cáng với bà con ở trên này. Đường này là đường xuống nha các bác này. Đường suối. Máy xúc hay là ô tô, bất kỳ một cái phương tiện gọi là tải trọng nặng trên 1 tấn đều phải đi qua cái tuyến đường này. Bởi vì cái cầu dây kia là
nó chỉ đi được xe máy thôi và những cái xe 4 chỗ nhỏ nhỏ thôi các bạn. Ấy, quách select chưa? Hả? À? Quách luôn nhỉ? Bỏ dép ra, bỏ dép lên chỗ mát này. Đấy, đấy, xuống đi, đi ở trong chỗ gần gần này thôi, phải đi gần vào với bố nhá. Đấy, xuống đi. Nào, chỗ này dầm luôn. Ui, thích chưa? Đấy. Nào, tị tạ chưa? Ý, đi ra bên này nữa nào. Thích tắm không? Tắm luôn, tí tắm nha. Tí tắm luôn. Nào. Xem khéo cái dưới khéo có đá đỏ ấy con ơi. Khéo trúng mánh lớn. Các cháu ở đồng bằng lên vùng cao thích luôn. Đây đi ra chỗ này nào. Đây này chỗ này này. Mình thích nha. Đấy. Úi xưa. Úi xưa. Các bác thấy thế nào? Hai mặt bố con thế nào? Chia sẻ cho các bác một đoạn video có cả hai bố con nhá. Đấy, đều đội mũ hết. Nào, chào các bác đi. Chào các bác. Đấy. Tắm đây con này. Mấy khi mới có như này, có cơ hội như này. Tắm đây. Chó ướt quần luôn, thoải mái luôn. Hả? Đây, bơi ngược dòng luôn. Bơi được không? Hả? Dám bơi không? Không dám bơi à? Cứ đi lui lên trên này nào. Lên trên này chơi này, chỗ sỏi này. Đấy. Đi gión ra gión rén này. Đấy, đi hung lên. Khỏe lên. Đàn ông là phải ăn to nói lớn. Được cái chỗ này nó có cây nó mát các bác ạ. Sỏi đẹp luôn. Ở trên này có rác đấy, lá cây đấy, đi quay chỗ này đây này. Đấy. Chiều bố cho xuống công trường mở đường. Có ấy không? Có hến không? Có cua không? Thật. Không có à? Kéo lại có con lươn chúa. Con lươn chúa không? Cẩn thận có lươn chúa nó cắn vào chân đấy. Cá nó lại húi vào chân đấy. Rồi. Xem nhờ. Có cát không? Không ạ. Nước mát nhỉ. Bố ướt hết quần rồi này. Đây. Để gì chơi đi. Mấy khi có suối này. Dưới nhà mình làm gì có suối này. Thế cơ bản sỏi đây chắc phết nha các bác này. Đẹp phết đấy. Nó ít những cái vỡ như này. Những viên như này nó không đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu mà nó cứ tròn tròn như những viên này thì khá là tiêu chuẩn. Để cho ví dụ như ngành xây dựng, đổ mái hay là đổ bê tông các kiểu. Được thịt luôn.
À, ném cho nó ấy nào, thử ném cho nó chạy. Ôi giời, lại đây, viên to này này, viên này nhé, yeah. Xem bố ném lại đấy đấy. Nào, ném tiếp đi, kiếm đi, viên nó bằng ấy. Đấy, thử nào. Đấy ạ. À đây, được rồi, đây. Đấy. Tiếp đi. Ui, tiếp tục. Kiếm viên khác. À, sắp được rồi. Viên to vào. Đấy. Ôi, xịt rồi. Em bánh bao mà nó bị xịt như thế thì nó hay có kiểu như nào nhỉ? Nó làm kiểu như nào nhỉ? Như này à? Ờ, đúng rồi. Đấy. Chiều ra đây tắm. Chiều ra đây tắm ở đây xong là về tắm ở trên kia nhỉ? Đấy. Ném thử viên đấy nào, viên này thì ác rồi. Thử nào. Ném được không hay nặng quá? Cứ ném đi. Ôi, ném như kiểu đối phó này. Này, Dũng, chiều xong là về sớm xong là xuống đây tắm. Tắm xong khoảng độ nửa tiếng rồi, xong là về trên kia tắm nhỉ? Yeah. Bơi. Giờ là buổi trưa các bác ạ. Chưa phải là trưa hẳn đâu, thế nhưng mà cho cháu xuống đây chơi, xong chiều cho xuống đây bơi, xong về tắm sau. Nó thích nghịch nước á, trẻ con thì ai cũng vậy, thì cả như các bác cũng vậy thôi. Nhưng mà cái này đặc biệt là khi chơi như này là phải có người lớn nhé, trông không là không được. Đây như kiểu có quả hạt rẻ này, đây. Đấy, đúng quả hạt rẻ luôn. Đây các bác, nó gai lắm đấy. Đây này, nhiều lắm. Ở trên chỗ lán này em xính ấy, một chân ấy, nhiều cái quả này lắm. Đây. Nó trôi ở đâu về ấy. Ở đây thì chưa nhìn thấy cây của nó. Đây. Hạt rẻ, gai góc phết đấy. Nó chỉ thích cọ chân thôi mà, tụi trẻ con này. Chiều mà đi là phải có áo phao, không là cho nó tắm ở trong cái khe nhỏ này thôi. Thế ướt hết quần hay tắm luôn hả? Không á, chiều tắm à? Xem có con trai trai nào không, bắt con trai trai trùng trục ấy, như ở sông Chảy mình ấy. Ra sông Chảy thì nó khá là nguy hiểm nhá. Ở Tuyên Quang có dòng sông Chảy ở trên thủy điện Hồ Thác Bà nó về ấy. Cái sông đấy nó to mà nó sâu lắm. Còn cái suối này nó nhỏ, tha hồ cho các cháu chơi nghịch suối mát. Các bác nếu có thời gian nào mà qua Hà Giang, đúng ở chỗ km 15, 16 thì các bác thấy cái cầu dây qua Lũng Cáng này này. Ghé qua Lũng Cáng chơi và trải nghiệm cái dòng suối này. Có gì không? Không có gì à? Đấy, nhìn như con dao ấy, nhấc lên nào. Dao đá. Này có anh Hưng nữa nhỉ. Thử nào. Đấy. Được rồi. Ném thử nào. Phải ngồi xuống. Đấy. Ngồi hẳn khom lưng ấy chứ lại ngồi xổm này. À, đấy, thế. Ném. Đấy, được 3 phát. Tiếp tục đi. Xem còn viên nào nữa không? Đấy. Đi chậm chậm thôi. Thấy nó chảy chân là thôi nhá, quay lại nhá.
Đấy. Thôi quay lại đi, quay lại đi. Chỗ này không hợp rồi. Tiến lên. Không ra chỗ này nữa. Ấy. Đây, xe là đi từ bên này sang. Máy của Mạnh nọ cũng đi qua đây. Rất may là hôm nay nước cạn. Nước nhỏ rồi. Nói là nhỏ thôi các bác ạ, nhưng mà nó vẫn còn to lắm. Đây này, nó thành thác đây này. Đây, chỗ này tắm thì mát luôn. Chỗ này nó có cái cây này. Nó là cây rừng. Mạnh chả biết nó là cây gì, bởi vì mình không biết, không nói. Có bác nào biết thì. Đây này, hoa nó dài dài này. Đó. Các bác nào biết thì nó là cây gì, comment cho Mạnh nhé. Mạnh sẽ trả lời tất cả các bình luận qua video. Hôm nay có một bác bảo là Mạnh không trả lời ở trên các bình luận của các bác, nhưng thực sự ra là Mạnh đều trả lời hết đấy. Mà Mạnh trước khi trả lời là Mạnh đã đọc hết đấy. Mạnh có thể không như người khác đâu. Mạnh rất tôn trọng tất cả các bác. Bởi vì sao? Bởi vì các bác đã qua kênh, các bác đã ủng hộ rất nhiều rồi. Nên là các bác đã theo dõi và xem kênh. Nên là đã có đến những cái lời bình luận là Mạnh đã phải đọc hết kỹ đã. Rồi Mạnh mới sẽ trả lời. Còn bác nào thả tim cho Mạnh thì Mạnh cũng sẽ thả tim lại. Cảm ơn các bác rất nhiều đã đồng hành cùng với cả Tất Mạnh và Tất Thắng. Trước tiên là các bác đã đồng hành với Tất Thắng rồi mới đến Tất Mạnh đúng không? Đấy. Nên qua thằng video, Mạnh cũng cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã ủng hộ kênh Nguyễn Tất Mạnh. Đây này, ở quê các bác mà có những cây này thì làm cảnh luôn được. Bây giờ họ làm cảnh, Mạnh thấy họ cây gì họ cũng làm cảnh được. Lội qua chỗ này thì hơi sâu tí. Đây. Nhìn nó hang hốc, nhìn nó hầm hố phết đấy. Đấy, đây ơi. Đây. Các bác thấy cây đẹp không? Khá đẹp luôn chứ nhỉ. Cây này đẹp cực luôn đấy. Cây này, nhưng mà chả biết nó là cây gì. Nó có quả này. Đây. Đấy. Quả nó đấy. Các bác thấy cây này oách không? Cây này mà gặp phải hội sinh vật cảnh thì thôi là ra tiền đấy. Mạnh thì không am hiểu về nghệ thuật cho lắm nên là chia sẻ bác nào mà xem kênh của Mạnh mà thấy cây này mà ưng nhá, đấy thì hãy gọi cho Mạnh. Đấy, bác nhìn nào, thích chưa? Nó nghe ven suối thôi, nhìn hầm hố lắm, bộ rễ nó như này mà. Đấy. Đây. Mà nó thấp thôi. Đấy, nó lên đến đây thôi. Chắc cao khoảng hơn mét, mét rưỡi, à, 2 mét. Ừ, phải 2 mét đấy. Đây. Cây khá đẹp luôn nhá. Bác nhìn hầm hố. Nếu bác nào có thích cái cây này thì hãy lên đúng km thứ 16. Nếu không có người đào, Mạnh sẽ giúp các bác đào cái này, giúp kỷ niệm đấy, không tiền nong gì đâu. Đây, Mạnh chia sẻ hết cái gốc cây này luôn cho các bác. Đây, chả biết cây này nó cây gì, hoa nó đẹp phết này. Đó. Cây này được đấy. Đây. Rất chi hầm hố luôn. Ngay ven suối, không biết họ có cho khai thác không. To nhá, cây này to cực. Cây này nếu mà vanh đường kính nó phải trăm mấy. Đấy, các bác nhìn oách. Được không? Ném được không? Ây da. Được mấy phát rồi. Nữa đi, tiếp tục. Ném liên tội vào nào. Ui xa. Tiếp tục. Sai đâu lại sửa đấy, không sợ. Nếu mà người mình đứng quá ấy, Dũng à. Người mình mà đứng quá mà ném nó không trượt thì mình thử hơi khom khom xuống. Hơi khom khom rồi mà không được thì khom tiếp. Đấy. Đấy, ưng chưa? Phải khom khom thế.
Đấy, nó phải thế. Người mình đứng thõng lưng thế làm sao mà được. Đấy, nó phải thõng lưng xuống, nó phải cong cong lưng xuống. Kể cả là quét nhà, quét cửa đấy cũng phải thế. Quét nhà nó không phải người đứng ưỡn thẳng lên này đâu, mà người nó phải khom khom xuống. Đúng không? Bố dậy suốt rồi. Đấy, phải khom khom người xuống. Đấy, đấy. Ôi, không được, cái viên đấy không chuẩn. Cái viên đấy không chuẩn. Đây, có thể như viên này nhỉ. Nhưng mà không biết mạnh ném có được không. Đấy. Đúng không? Nó sẽ đẹp. Thử nào. Khom khom người xuống con. Đấy. Vào tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 3, 5. Đấy. Nào. Ưng ý chưa? Đấy. Phải như vậy. Mình phải khom khom người xuống. Chứ còn đứng thế là không được đâu. Ở trong hang ấy có cái gì không? Thử nào. Đây, đây, đây còn cái hang nữa này. Đây này. Đấy, thử sinh tồn nào. Sinh tồn như các bác ở bạn trên này nữa nào. Một lần nữa thì Mạnh qua video cũng xin lỗi tất cả các bác qua kênh. Là tại vì sao mà lại cứ đưa các cháu đi như này. Thì thực sự ra nói với cả các bác là bố mẹ nào cũng vậy thôi, xa con thì cũng rất là nhớ, mà các cháu thì nó còn nhỏ. Mấy hai nữa là Mạnh với cả bạn Hường đều có mặt ở trên này rồi, lâu thì sẽ không về được với con, nên là có những cái cuộc mà hội ngộ như này thì Mạnh rất muốn được chơi với cả các con đó, nên là các bác cũng thông cảm. Thì còn công việc thì Mạnh đã chỉ bảo cho em Hoàng ở trong cái tuyến đường đó rồi, xong xuôi thì Mạnh mới quay về để cho con của Mạnh có những cái ngày trải nghiệm để cho tụi trẻ nó biết là cuộc sống của bà con ở trên này nó còn khó khăn mức độ như nào, và thứ hai nữa là nó biết được cái quý trọng được những cái gì mà cuộc sống đang được tạo ra cho các cháu. Các cháu ở trên vùng cao này thì làm gì có điều hòa mà ngủ. Các bác xem qua video thì các bác biết, đến cái tủ lạnh còn không có. Đấy, muốn uống ngụm nước mát thôi cũng không có. Mạnh ở trên này là gần như là không có ngụm nước đá, nước mát nào để uống. Bởi vì là những cái dụng cụ đó bà con ở trên này người ta không có. Mà muốn uống được ngụm nước mát thì phải đi khá là xa. Đấy, nên là thời gian đâu nữa. Nên là các bác xem qua video cũng thông cảm cho Mạnh nhé. Đấy. À, không phải là lúc nào cũng đưa con cái ra để làm video thế nọ thế kia. Thế nhưng mà cuộc sống của Mạnh hay là tất cả các bác muốn chia sẻ cho các bác là cho các con mình nó hiểu ra rằng giá trị cuộc sống bây giờ nó còn đang, bà con ở trên này nó còn đang khó khăn mức độ như này. Đến đường xá chả có mà đi. Đây các bác bảo này, muốn đi thì cũng phải đi qua suối. Làm gì có cầu vượt như ở những khu đô thị. Các bác có nhận không? Đấy. Đây các bác xem có video. Cái suối này nói mang tiếng là suối thôi, nhưng mà nó rộng đến 70-80 mét như này. Nó dài như này. Đây. Sang bên này nó mới là đến đường đi. Đấy. Thế thì giờ thì cũng muộn rồi. Thì bố con nhà Tất Mạnh, gọi là hai cháu, xin được kết thúc video tại đây. Và xin hẹn các bác vào những video tiếp theo trong cái công cuộc mở đường Lũng Cáng. Từ trung tâm Lũng Cáng xuyên đến tận lán của em Xính một chân, cho tổng số là 23 hộ. Đấy, chính xác là 23 hộ nha. Đúng rồi, con chào các bác đi để về thôi. Chào các bác. Ừ, con về thôi. Về. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. À, của ai? Của Nguyễn Tất Mạnh. À, của Nguyễn Tất Mạnh à. Đấy. Một lần nữa xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn các bác vào những video tiếp theo.